báo động là những phần không thể thiếu trong việc bảo trì các GOT. Lý do là vì các báo động sẽ giúp chúng ta nhận biết được nhiều trạng thái khác nhau của thiết bị. Có hai loại báo động chính. Một là các báo động người dùng, loại còn lại là báo động hệ thống. Các PLC và những thiết bị khác sẽ phát hiện các lỗi hệ thống Tuy nhiên, các PLC thông thường sẽ được lắp đặt trong vỏ máy và không nhìn rõ được ở khoảng cách xa. Các GOT có thể liên kết với các thiết bị khác, do đó các sự kiện báo động có thể được nhìn thấy từ bên ngoài tủ điện. Các báo động người dùng hiển thị tin nhắn báo động được cấu hình trước đó bởi người dùng khi có báo động từ thiết bị. Như đã đề cập khi nãy, còn một loại báo động khác là báo động hệ thống. Những báo động này được cấu hình tại nhà máy để hiển thị mã lỗi và những tin nhắn lỗi của thiết bị GOT. Kiểm tra các báo động hệ thống khi thiết bị không vận hành chính xác, chẳng hạn như khi màn hình GOT không xuất hiện đúng. Bây giờ, tôi sẽ trình bày trình tự kiểm tra các báo động hệ thống. Cho hiển thị màn hình utility từ utility main menu chạm vào maintenance. Và sau đó là system alarm. Bất kỳ giá trị kích hoạt nào đang được thiết lập hiện tại cho báo động hệ thống đều sẽ xuất hiện tại đây. Đối với báo động này, mã lỗi là 402 và thông báo lỗi là communication timeout. Quá trình xử lý sự cố được trình bày trong tài liệu đính kèm. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn vào đây. Bạn có thể thấy, cách xử lý sự cố cho mã lỗi 402 là Cable Disconnected. Vì thế, chúng ta hãy kiểm tra kết nối dây cáp của GOT và PLC. Cáp không được kết nối chính xác sẽ làm nguyên nhân tạo báo động. hãy kết nối lại cáp cho chính xác. Nguyên nhân gây phát sinh lỗi đã được giải quyết. Nhấn nút Reset trên màn hình System Alarm để thiết lập lại báo động hệ thống. Tới đây, tôi có một chú ý. Nếu nguyên nhân của báo động hệ thống vẫn chưa được giải quyết, việc nhấn nút Reset cũng sẽ không xóa đi được báo động từ màn hình hiển thị báo động hệ thống của GOT kiểm tra lại xem lỗi đã được xóa hay chưa